sợ giữa người sáng. Và hôm nay là một ngày cuối tuần của mình. Thì mình vlog cho các bạn xem nha. Buồn ngủ quá. 7:40. Nướng nãy giờ 1 tiếng đồng hồ mới tỉnh ngủ các bạn à. Tại vì hôm nay là cuối tuần nên xin phép nướng một tí. Sạch sẽ. Và bây giờ đi kêu hai đứa kia dậy. Dậy đây. Dậy thôi. Khoai body 6 muối rồi Bon. Việc đầu tiên mà mình làm mỗi buổi sáng á, đó là thức dậy và pha cà phê cúng ông địa. Ông địa nhà mình thì hay uống Nescafe. Cái thói quen mà thờ cúng ông địa mỗi buổi sáng á, là mình mới duy trì hồi đầu năm nay thôi. Kể từ lúc mà mình kinh doanh và hoạt động Sunny Studio. Thì những bạn nào mà nhà làm kinh doanh á, thì cũng thấy là ba mẹ mình hay buổi sáng dậy sớm để thắp nhang rồi cúng kiến đời này nọ. Thì mình cũng vậy đó các bạn. Hy vọng là sắp tới Sunny Studio sẽ càng ngày càng phát triển. Và bây giờ xong nhiệm vụ của mình. Bây giờ tới nhiệm vụ của Ni. Ni mỗi bữa sáng có nhiệm vụ là gì Ni? Quét sân, tưới cây. Ok, đi làm thôi. Thấy không? Nhà mình là mỗi người đều có nhiệm vụ các bạn à. Đấy, đứng xịt qua nhà người ta quá. Rồi xong rồi lấy cái trái banh đó vô giặt luôn nha. Bây giờ tụi mình sẽ đi chợ để mua đồ ăn sáng và ăn trưa nha các bạn. Bởi vì hiện tại là mùa dịch rồi nên cố gắng là mua đồ để nấu ăn. Để nấu ăn tại nhà chứ hàng quán thì cũng đóng cửa gần hết rồi. Đi thôi. Bé cũng đòi đi chợ luôn nè mấy bạn. Đó. Bé cũng đi chợ chung với tụi mình luôn. Các bạn ơi, hiện tại thì tụi mình đã về tới nhà và nãy giờ 2 tiếng đồng hồ ở ngoài chợ mua một đống đồ. Trời ơi, ngày hôm nay phải nói là chợ rất là đông tại vì ngày mai á là đóng chợ rồi. Nên mọi người đi chợ rất là đông và Sunny ở phía sau mua được rất là nhiều đồ để có thể nấu ăn. Trong những ngày sắp tới, muối, đường, bột, gạo rồi tùm lum các thứ. Đó, rất là nhiều. Và ở đây thì tụi mình sẽ ăn sáng. Sáng nay thì tụi mình sẽ ăn món... hát gạo và xíu mại. Đây, đây là hộp xíu mại của mình. Đây là hộp hát gạo của Bon và xíu mại của Ni. Yeah. Ni mới khoe với mình là Ni biết edit rồi. Sao edit sao Ni? Kiểu như là mình lấy cái khúc mà mình quay chính á, bỏ vô, xong rồi cắt làm đôi ra, xong bỏ mấy cái hài hước vô. Rồi. Cắt làm đôi ra, xong bỏ mấy cái hài hước ra. Hài hước vô. Ghê, các bạn thấy không? Rất là có tố chất để trở thành một YouTuber. Nói chung là mình tuy Ni mới là năm nay lớp 6 lên lớp 7 thôi, nhưng mà mình cho Ni coi mấy cái video mà tập tành edit rồi tiếp cận máy tính đồ này nọ để cho không, mình không muốn là nó làm việc liền đâu, nhưng mà chủ yếu là cho nó tăng khả năng tư duy và biết sử dụng thành thạo máy tính như thế nào, phần mềm rồi tiếng Anh mọi thứ đó. Thì nó mới học có một ngày à, bây giờ nó bắt đầu biết cắt video là gì rồi các bạn à. Khá khen cho Ni. Còn Bon học được gì rồi? Bon học được rồi, nãy giờ học được cũng khá khá. Ok. Cũng ổn. Để mốt chờ thành phẩm đầu tiên, clip đầu tiên của Bon với Ni edit cho mọi người coi nha. Okay. Ăn thôi. Ăn thôi, mời các bạn ăn sáng. Đây mấy bạn, đây là khẩu phần ăn sáng của mình. Bé bé, mình phải tiết kiệm để cho ba người kia ăn. Nên mình chỉ có ăn một cốc thôi. Ni nhường cho em ăn nha. Ăn sáng xong thì bây giờ Sunny sẽ rửa đồ nấu ăn. Và mình sẽ vắt cam. Cậu ơi, ăn nè. Bé gấu nhà mình á, rất là thích ăn phô mai các bạn ạ. À. Bữa sáng nào thì nó cũng ăn 2-3 viên á. Ồ, ngày hôm nay có hải sản, quá trời tôm luôn.
Và bây giờ mình sẽ phụ sinh đây lặt rau nha các bạn. Các bạn ơi, và bây giờ Sunny sẽ làm bữa trưa. Ngày hôm nay thì tụi mình sẽ ăn món ức gà nướng. Ức gà là cái phần nào của con gà? Eo. Chính xác. Cái này thì tí nữa mình sẽ lạnh hả? Cắt hình vuông và mình sẽ lăn bột mình chiên. Bỏ mới lạnh hả? Bỏ tủ lạnh mới lạnh, mới lạnh hoài này. Còn cái này thì là mình mua cái này gọi là nạm bò. Lần đầu tiên mình mua nạm bò, mình tại vì mình thấy là cái phần mình muốn ăn thì mình không có. Đây các bạn, mình bây giờ sẽ nấu cơm. Cái nồi cơm này mình được tặng trong cái game mà đá bóng của Sunny á. Nếu mà bạn nào coi clip đá bóng của Sunny thì cũng biết là cái nồi cơm này rồi. Một ngón tay. Ok, bây giờ sẽ bỏ lên nấu nha các bạn. Cái clip này là bây giờ Ni đang quay cho mình. Ni đang tập edit và tập sử dụng camera luôn các bạn à. Đây, mình cho các bạn coi cái nồi cơm. Đó, nhìn rất là cute đúng không? Nhưng mà nó nhỏ xíu như thế này thôi. Đó, bây giờ mình sẽ bỏ lên. Ừ, trong đây là tiếng là Trung Quốc không à. Quật sao gì mà quật cơm này. Ủa, gọi bấm nút gì xin đi, toàn tiếng Trung không à. Cái nào nó chán, cái nào làm bánh bông lan luôn. Ok, hy vọng là một tiếng đồng hồ sau có cơm để ăn nha các bạn. Đây các bạn ơi, và hiện tại là tụi mình đang chuẩn bị hai cái tô. Thì tô này là bột để chiên giòn, còn bên đây là bột để chiên xù. Thì một tí nữa ai? Ni và bột. Ủi, ở đâu có hàng hacker vậy? Hacker đeo tập về. Ủa, còn tập về của em đâu? Đâu có nào. Trời chán rồi chứ, cái tập về bên đây nè. Đó, đứa nào làm thì mang tập về vô, sau đó là chiên gà. Đây là miếng đầu tiên Sunny sẽ chiên nha các bạn. Tí Ni tự làm nha. Hai anh em nhà bếp Bobby và Johnny. Trong tương lai là Bobby và Johnny sẽ tạo kênh, nên các bạn nhớ ủng hộ nha. Nhưng mà không biết khi nào tạo kênh thôi. Chừng nào mà nếu mà em quay là em sẽ edit. Được. Còn nếu mà bên quay, nếu mà hai video mà quay trong một ngày á là hai đứa edit luôn. Yeah, ok. Đồ ngon ngon. Cây mắt không bôi? À, không, thở miệng sao cây mắt. Chị cây mắt chị chảy nước mắt luôn rồi. Tiếp theo là tụi mình nấu canh nha các bạn. Đây, Sunny đang phi hành, phi tỏi. Các bạn ơi, cơm chín rồi. Và mở ra coi, wow. Cái nồi mà mình đã trúng á, nó cuối cùng nó cũng nấu thành món cơm rồi. Và bây giờ, lụm thôi. Đây các bạn ơi, và cuối cùng thì sau hơn 2 tiếng đồng hồ thì gia đình tụi mình cũng đã nấu cơm xong rồi. 3 tiếng các bạn. 3 tiếng. Mình đứng trong bếp 3 tiếng đồng hồ mình mới làm xong tất cả mọi thứ. À, ngày hôm nay thì chúng ta có món gà chiên xù nè. Rồi món này là món gì em? Nấm xào. Nấm xào và canh rong biển với là tôm. Tại vì nhà mình nó còn dư rong biển rất là nhiều nên tụi mình quyết định là làm món canh này để cho tiết kiệm đó các bạn. Sau đó thì có cải thìa luộc. Đó, quá là ngon, quá là hấp dẫn luôn. Cải thìa luộc để nó cân bằng lại các bạn. Cho cân bằng lại tại vì có hai cái món dầu mỡ quá. Đây, ăn cơm thì lúc nào cũng phải có một chén nước tương dầm miếng ớt đồ. Đó, giờ cho nó xìn xìn các bạn. Để mình xem thử. Để mình xem thử, đây là lần đầu tiên mà đi với bôn chiên gà. Bên trong có chín mẹ hay là bên ngoài chín, bên trong có sống. Rất là giòn á. Đây, mình gắp miếng này. Thích ăn rau nhiều lắm các bạn. Ăn rau cải nhiều vô cho nó có chất xơ. Đây, đây là chén của mình. Và bây giờ mời cả nhà ăn cơm. Bột chiên giòn, dễ ăn. Cắt nhỏ xíu không? Ok. Mình biết này là ăn cơm lúc nào cũng lựa cơm ăn. Mà tôm, nên thích ăn tôm không có vỏ các bạn. Là mình đã đứng hàng tiếng trong phòng để mình lột cái tôm ra. Hiện tại thì tụi mình đã ăn xong rồi. Trời ơi, ăn uống no nê luôn các bạn ơi. Và bây giờ chỉ còn mỗi Bon thôi. Bon thì bây giờ có nhiệm vụ là rửa chén. Ni sẽ dọn cái đống đồ này. Anh Chuối phụ. Anh Chuối hả? Anh Chuối đang đứng quay. Anh Chuối sẽ phụ quay em. Nope.
để cho mọi người thấy em rửa chén giỏi như thế nào. Và đây là mớ hỗn độn. Nhiệm vụ bây giờ, Bo sẽ rửa hết đống chén này. Em có muốn anh chị giúp không? Hả? Muốn sao mới nghe nói không hả? Dễ. Không miệng em gì á, nhưng là muốn. Lương lại. Lương. Mày hay lắm mày lương. Ok, rồi em rửa đây rồi xong rồi anh chén. Quan mẹ. Rồi. Đi nha. Chúc mừng nha. Tạm biệt. Xin vô hàng hai phai. Bé gấu cũng có đồ ăn luôn. Đây món khoái khẩu của bé gấu. Vịt lộn nè, phô mai nè, chả lụa nè. Nó đang đứng nhìn nè. Đó, gấu. 3 giờ rưỡi chiều và hiện tại thì tụi mình đang bơm nước cho hồ nó đầy về 4 giờ mấy 18. Nó đang định xịt nước vô camera nè. 5 giờ chiều rồi các bạn à. Đây mình có chuẩn bị chai xà bông để tí hồi tắm cho bé gấu đây các bạn. Gấu lên con, lên con. Coi chân nó kìa. Bỏ đá vô nha. Thêm nước đi, nó chưa có tràn luôn ấy. Làm đen vâu đi này. Xung quanh anh còn là nước. Ê. Đâu? Crocodile, cá sấu à. Thấy sướng à. Gấu qua, gấu qua, ông bà qua. Ông bà qua, ông bà qua. Ồ. Nhớ quá mọi người, nhớ quá mọi người. Nhớ quá chịu không nổi rồi. Ba tắt máy xe đi, để xe ngoài không sao đâu. Một, hai, ba. Rồi, ba dòng đủ quậy rồi. Lên, quậy lên. Quậy lên. Tuyền Dính bắt nói với anh. Dính chế xà bông lên người. Ồ. Đó trời ơi. Một người tắm mà ba người massage. Sướng như chó là có thiệt. Gấu sướng không gấu? Bé gấu tắm xong rồi các bạn à. Và đang sấy tóc ở phía trong. Còn bây giờ thì sẽ tới cảnh Smackdown của Bon Jenny. Cha tấn. Thua rồi. Ngân cắt. Đã đủ đua rồi, ngân.